Anh em nhé, chào mừng em đến với channel mình là nick nạp 1 tỷ và tựa game mình chơi tựa game Ngọc Rồng Online. Anh em nhớ đăng ký subscribe và like giúp mình để video mình dễ lên xu hướng nha. Cảm ơn anh em rất nhiều. Ok, hôm trước thì mình có ra một cái video nạp là 30 triệu vào game thì được nhận được rất nhiều lượt xem. Đấy, mà mình đoán được là video ý thì chắc chắn là rất nhiều lượt xem rồi. Nhưng mà nạp 30 triệu mà lượt xem tính ra tiền cũng kiếm được hơn 10.000. Tính ra thôi, nói chung là vui là chính. Bởi vì là mình cũng chắc chắn là sẽ có lãi rồi. Bởi vì là không bao giờ mình tiêu cái gì mà không có lãi cả. Trừ khi tiêu cái gì lãi, không lãi sức khỏe thì cũng lãi về tiền, thì cũng lãi về tình cảm đấy. Lại nói cái gì tiêu có lãi, người làm ăn là tiêu cái gì có lãi. Ở đây thì có một bạn bạn comment là thấy anh làm YouTube NRO cả 6-7 năm rồi mà chỉ được như này, thì đúng, mình cũng hợp lý, mình cũng thấy hợp lý. Bởi vì mình làm YouTube thì cũng công nhận là cũng phải được 6-7 năm rồi. Trước đây mình còn có cái nữa, mình làm Ngọc Rồng rất là lâu rồi, làm AD Ngọc Rồng rất là lâu rồi, từ thời đầu game cơ đấy. Thế nên là cái uy tín của mình thì khẳng định là nói thật ra là mắc uy tín rồi. Mà cái quan trọng cái uy tín, mà cái cách mình làm ăn, cách mình kinh doanh nó cũng phù hợp. Đôi khi nhiều người người ta có muốn là không uy tín đâu, thế nhưng mà người ta cứ không làm ăn được thì người ta phải thua lỗ, thì người ta phải lừa đọc thôi. Chứ ai người ta cũng muốn là vay tiền là trả, không ai người ta muốn là bịp ngân hàng cả, nhưng mà không có tiền trả đấy. Thế là tùy vào năng lực nữa nhé. Thì mình có nốt ra một ít cái nguyên nhân như sau, những cái yếu tố sau vì sao mình làm YouTube rất nhiều năm đấy mà cái lượng view mình rất ít, cũng như là cái lượng người xem mình cũng ít luôn, và cái lượt subscribe mình cũng ít luôn đấy. Thì tại sao, thì mình nốt ra nhiều yếu tố sau. Đầu tiên là mình nói về cái yếu tố khách quan. Thứ nhất, yếu tố khách quan, trong yếu tố khách quan là bây giờ có rất là nhiều kênh YouTube, trước đây có rất nhiều kênh YouTube mà mà ngành nghề chính của nó, ngành nghề chính của người ta là làm YouTube, tức là người ta chỉ làm YouTube thì không buôn bán, không làm cái gì cả, mà cũng không chỉ là học sinh hoặc là học xong rồi thì ở nhà làm YouTube, chỉ có làm YouTube rồi, quanh đi còn lại chỉ làm YouTube thôi đấy, không có, không học hành, không làm cái gì cả, bất cứ một cái gì cả đấy. Còn mình làm YouTube này, kinh doanh này, bản chất YouTube nó chỉ là một cái nền tảng truyền thông của mình trong rất nhiều nền tảng thôi. Trong ví dụ như là mình là một công ty đi, ví dụ như đây là mình là một công ty buôn bán game đi đấy, thì YouTube nó chỉ là một cái mảng nhỏ, nó chỉ là một cái nhánh trong cái mảng truyền thông của mình, mà truyền thông thì lại nằm trong nhánh của marketing. Không phải market, không phải anh em cứ nên quảng cáo đấy là marketing đâu. Marketing nó gồm rất nhiều nhá, giảm giá cũng là marketing, làm giá thành rẻ hơn cũng là marketing luôn đấy. Thế nên là không phải là marketing là nên quảng cáo là truyền thông đâu, đấy là truyền thông nhá. Thì cái YouTube này chỉ là một nền tảng trong truyền thông của mình thôi, mà truyền thông mình rất nhiều nền tảng như Facebook này, group này, Zalo này, hay là TikTok này, đấy rất nhiều nền tảng. Thì YouTube nó chỉ là một nền tảng trong nhiều cái nền tảng đó thôi. Còn những người khác là chỉ chuyên mỗi YouTube thôi, và người ta chỉ làm YouTube thôi, chỉ kiếm tiền từ YouTube thôi, chỉ mỗi một YouTube thôi đấy. Thứ hai nữa, ở nguyên nhân khách quan là cái công việc của mình nó gồm rất nhiều mảng, kinh doanh game, đầu tư, đi làm thuê, thể dục thể thao, tất cả mọi thứ rất nhiều. Thế nên là cái sự chi phối nó là chắc chắn là có. Thứ ba nữa, ở trong cái yếu tố khách quan là doanh thu của các kênh đến từ cái việc YouTuber trả tiền cũng như là booking quảng cáo. Còn kênh mình là chủ yếu là bán hàng, là nicknap1tỷ.com là bán hàng, mua khuyến mại bán hoàn tiền là bán hàng, và bán vàng ngọc đấy, nói chung là bán hàng. Nói chung là mình là một người bán hàng. Đấy, còn những kênh khác thì người ta gọi là truyền thông. Mà truyền thông là một nhân viên ở trong một phòng ban marketing. Thì anh em biết là cái truyền thông nó rất là nhỏ trong một công ty thương mại. Nó chỉ là một nhân viên trong phòng marketing của công ty thương mại thôi. Đấy, thế nên anh em phải hiểu, chứ không phải cứ nhiều lượt xem, nhiều view các thứ là giàu, là có tiếng nói là nọ kia đâu. Tất cả là những công ty thương mại chi phối hết. Thứ tư nữa, ở trong yếu tố khách quan là nhiều kênh người ta có nội dung không cuốn, nhưng người ta bơm view ảo và đánh vào tâm lý đám đông. Khi anh em nhìn thấy nhiều view thì anh em nghĩ là hay và anh em sẽ vào xem. Người ta bơm view ảo và bơm sắp ảo, hình như là cũng có đứa nó gạ mình là bơm sắp ảo là hình như là 100.000 được 1.000 view, được 1.000 follow chẳng hạn, 1.000 subscribe ấy. Đấy, thế nhưng mà thôi thì mình cũng gọi là chỉ gọi là làm theo kiểu là nhiều kênh truyền thông, chứ không phải là riêng gì YouTube. Đấy, còn đấy là bốn cái yếu tố khách quan. Còn bây giờ thì mình sẽ đến với yếu tố chủ quan. Tất cả mình đã nốt ở bên dưới phần mô tả hết rồi anh em nhé. Yếu tố chủ quan là đầu tiên, là thứ nhất là mình cũng khẳng định luôn là do là mình cũng là người không ra nhiều video, vì công việc chủ yếu của mình là kiếm nhiều, công việc của mình còn kiếm được nhiều tiền hơn. Vậy nên là mình chỉ duy trì cái mảng game này, nói thật ra là cũng là vì kiếm tiền, chắc chắn là kiếm tiền rồi. Thứ hai là vì đam mê, là vừa phải kiếm tiền vừa là gọi là có tí gọi là đam mê vào anh em ạ. Đấy, thế nên là cái, nhưng mà chủ yếu thì cũng công nhận là mình cũng người thật, và cũng nhiều việc nó chi phối đi.
Và cái tiếp theo nữa, ở nguyên nhân chủ quan là hệ thống bán vàng ngọc đồ của mình shop hack nick nạp 1 tỷ đổi lúa giao dịch trung gian rồi tất cả những gì mà mình kinh doanh ở trên mạng, tất cả luôn đều là do tay mình vận hành từ A đến Z. Vậy nên công việc mình rất nhiều, thời gian là bị chi phối rất nhiều. Đấy, vậy nên công việc mình rất nhiều. Còn những cái người khác thì người ta chỉ làm YouTube thôi, tối ngày chỉ nghĩ ý tưởng làm YouTube thôi. Đấy, chứ người ta cũng không lo về bán hàng, không lo đi nhập vàng, không lo đi nạp ngọc, không lo đi nhập ắc, không lo đi quản lý shop, không lo nó kia, chả lo một cái gì cả. Đấy, thế nên là cái thời gian người ta sẽ rất nhiều, ngày có khi ra 1-2 video được. Đấy, đây là công việc của mỗi người thì mỗi người một khác rồi. Đấy là cái thứ hai trong cái yếu tố chủ quan. Còn cái yếu tố ba trong yếu tố chủ quan là đổi lại thì quy mô so với cả ngành bên mình cũng rất là lớn, rất là thực tế ra là lớn. So với cả buôn bán ngọc rồng này là quy mô bên mình là khá là lớn, bởi vì là shop nick này một mình mà quản lý cả cái shop nick luôn, mà nạp ngọc các thứ tất cả luôn là cũng tương đối lớn, mà đến bây giờ mình vẫn tồn tại được là các bạn anh em cũng biết là tương đối là nguồn vốn tương đối là gọi là ổn đấy. Nhưng mà anh em biết tại sao mình vẫn tồn tại được không? Bởi vì giá của mình rẻ, mình làm nó chất lượng, bởi vì mọi thứ mình làm nó chuẩn luôn. Nhưng mà bây giờ nhiều anh em lại bảo là thế chuẩn thì chuẩn như nào, giá rẻ là giá rẻ nào, mày nói mồm à, đúng không? Không thể nói mồm được, mà nó phải có rõ ràng là có các yếu tố nào ảnh hưởng đến giá. Yếu tố ảnh hưởng đến giá là gì? Đầu tiên là doanh thu bên mình rất lớn, quy mô ngành lớn. Thứ hai là cái lượng bán mình lớn, thứ nhất là cái lượng bán mình lớn. Thứ hai nữa là cái giá vốn của mình rất nhập vào giá vốn của mình rất là rẻ, bởi vì lượng bán lớn thì giá vốn sẽ rẻ mà nhập số lượng lớn mà. Thứ ba nữa là cái chi phí, và thứ ba nữa là cái chi phí vận hành của mình vừa chủ động và rẻ, vì mình hiểu về sản phẩm và giá nó rẻ, cái chi phí vận hành này gần như là không đồng. Cái thứ tư nữa là mình là người chịu trách nhiệm hoàn toàn về uy tín, về thương hiệu, về tất cả những cái gì mà mình vận hành. Vậy nên là mình vừa hiểu về sản phẩm mà mình vừa chịu trách nhiệm về các sản phẩm mà mình bán ra thị trường cũng như là chăm sóc anh em. Thế nên là mình là vừa là người trải nghiệm, mình là vừa là người bán hàng, mà mình lại vừa hiểu được anh em cần những gì. Vậy nên tất cả những yếu tố đó, thứ nhất là lượng bán rẻ này, thế nên là lượng bán số lượng lớn này, thế nên là nhập được giá rẻ này vì nhập số lượng lớn này. Thứ ba là chi phí vận hành là không đồng này, và thứ tư là mình hiểu về sản phẩm và mình chịu trách nhiệm tất cả về mọi thứ này, nên suy ra mình giá thành mình bán ra sẽ rất là rẻ và chất lượng sẽ rất là tuyệt vời. Suy cho cùng ấy thì mình có niềm tin, gần như tất cả những anh em xem kênh của mình đều là rất tin tưởng mình, bởi vì những kênh khác đôi khi anh em xem để giải trí, kênh của mình anh em vừa giải trí vừa học hỏi, và để mà học hỏi thì anh em sao, anh em phải tin thì anh em mới học chứ. Nhưng những kênh khác là chỉ để giải trí thì gọi là cho vui thôi, và anh em chả nạp vào đầu một cái gì cả. Nhiều kênh khác ấy thì mình không nói là tất cả, đương nhiên thì mình chả dại gì mình đi gây gổ gọi là kích động đến ai cả, đúng không? Vậy nên là cái chất lượng của mình rất là chất lượng và rất an toàn, giá rẻ nhất và không hoàn toàn là đi theo số lượng, bởi vì những ai đã biết đến mình rồi thì gần như là tin tưởng mình rất nhiều. Và để làm sao người ta tin tưởng mình thì tốt nhất không có ai bây giờ là ngu cả, mình phải là người thật việc thật, mình phải làm được và mình phải tạo nên sản phẩm cho họ là phục vụ tốt, giá rẻ, chất lượng. Đấy, nhiều kênh rất là lùa gà luôn, mình biết nhiều kênh rất là lùa gà luôn, làm video này rồi bơm view ảo này rồi lùa người thuê quảng cáo này, nhưng mà làm sao đến lúc các shop nó phá sản, game nó kém đi, các shop nó phá sản thì lại thành ra là thất nghiệp thôi, không có ai đi thuê quảng cáo web nữa, thành ra là đứt thôi. Thế tại sao mình vẫn duy trì từ ngày xưa đến bây giờ, đúng không? Mà nói đến doanh thu, chi phí lợi nhuận, nói đến thu nhập luôn, không nói đến doanh thu, nói thu nhập nhá, chưa chắc gì những cái kênh nhiều view đã bằng mình được, trừ những kênh quá lớn ra thì mình công nhận là trừ những kênh lớn ở Ngọc Rồng thì mình công nhận là VIP, đúng không? Nhưng mà nếu mà tính theo kiểu mà những rất nhiều kênh, 80% các kênh là gần như là đều sập hết, bởi vì lý do tại sao? Bởi vì công việc của người ta là làm YouTube, công việc người ta chỉ làm YouTube thôi, và khi mà game nó kém phát triển rồi, tất cả mọi thứ nó đi xuống rồi thì các shop nó không bán được hàng thì nó sẽ không thuê anh em nữa, không thuê anh em làm nữa. Thế thì thôi, anh em không có đơn hàng quảng cáo thì thôi anh em làm gì, bởi vì là không được tiền nữa làm gì, trông chờ cái quảng cáo của YouTube thì có mà chết dở, đúng không? Đấy là lý do tại sao mà mình vẫn tồn tại được, bởi vì là mình nghĩ ra được ngày hôm nay từ rất lâu rồi, mình biết được rằng là anh em làm cái gì thế, đây là một bài học. Anh em làm gì thế, làm quy mô nhỏ, quy mô to hay làm tất cả cái gì, làm quy mô nhỏ cũng được, nhưng mà sao, nhưng mà anh em phải chủ động tất cả mọi thứ, từ đầu ra đầu vào rồi từ khách hàng
anh em có một tập khách hàng nhỏ thôi được, nhưng mà nó bền vững, đầu ra có, đầu ra là tập khách hàng đó, à, V4S này, đầu vào anh em là có, đầu ra anh em cũng có tập khách hàng đó rồi, sản phẩm tốt và phục vụ tốt, tất cả mọi thứ đều ok, thì cứ dần dần anh em đi lên, tất cả ok rồi đúng không, thì lượng khách hàng càng ngày sẽ càng nhiều hơn, bởi vì chất lượng tốt mà, giá tốt mà, thì lượng khách hàng sẽ nhiều hơn, mà lượng khách hàng nhiều hơn thì anh em nhập số lượng lớn hơn, nhập số lượng lớn hơn thì giá lại rẻ hơn thì lại càng phục vụ khách hàng tốt hơn, càng phục vụ khách hàng tốt hơn thì lại càng nhiều người mua hơn. Đấy là cứ dần dần như thế, nhưng mà làm sao nó bền vững, chứ đừng phát triển theo kiểu là bâng quơ, là theo kiểu là ăn thời vụ, là bây giờ kinh tế nó đi lên thì là phát triển như thế, còn sau này kinh tế nó đi xuống, các shop nó phá sản thì không ai thuê mình nữa thì thành ra thất nghiệp, đúng không? Đừng phát triển theo kiểu như thế, hãy phát triển theo kiểu bền vững, quy mô nhỏ cũng được, bán ở trong xóm cũng được, bán ở trong làng được, rất nhỏ cũng được, nhưng mà nó phải bền vững và nó phải chủ động từ A đến Z luôn, bền vững từ đầu ra đầu vào đến tất cả các mọi thứ bền vững luôn. Ok, đây là, vậy là mình đã giải thích qua cái câu hỏi của bạn này. Vậy nên là anh em đừng có nhìn cái lượng view mà biết được rằng là ông YouTube nào lớn hay là ông nào nhỏ. Có thể là có những cái người mà người ta không làm YouTube luôn, nhưng mà cái người ta tuồn vàng tuồn ngọc ra rất nhiều, và người ta gần như là làm điều phối được cả cái giá ngọc của game luôn, điều phối được cả một cái giá vàng của game luôn, một phần thôi nha, một phần thôi, không phải tất cả đấy. Vậy nên là trong cuộc sống cũng thế, có những người người ta không lộ diện nhưng người ta điều phối được rất nhiều mọi thứ. Nhưng đương nhiên thì mình sẽ không nói ra là ai hoặc là gì, bởi vì mình sẽ không bao giờ bị vạ miệng. Nên là cảm ơn anh em rất nhiều đã xem kênh của mình. Anh em nhớ like, đăng ký subscribe cho mình và nút ủng hộ mình nha. Cảm ơn anh em rất nhiều.